Rồi, hello, Trại Bò Giống Tiền Giang trân trọng chào cô chú anh chị nha. Đó, hôm nay ngày 1 tháng 9 cô chú anh chị. Thì em bữa nay em giới thiệu cho cô chú anh chị cái lô được lỡ 5 con được lỡ ha. Rồi dưới đây em còn mấy con được chốt nữa. Thì trại em trại Bò Giống Tiền Giang thì cô chú anh chị nào có muốn tới trại xem thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình ha. Trại Bò Giống Tiền Giang. Rồi để em quay cho cô chú anh chị. Ui, đứng dậy. Em quay trước mấy con được lỡ cho cô chú anh chị xem trước đây. Đi, đứng dậy. Ui. Dạ. Em này á là 17 triệu. Đó. Thì cái clip trước em đã đăng rồi. Còn đây bò mới nè. Đó. Con này thì cái con trắng này thì em đăng hôm qua. Đây bò mới nè. Đó, em này thấy ăn mập ha. Mập ghê ha, đít khuôn hết nói luôn. Đó. Lưng dai nè. Cho coi lưng dài nè ha. Đó, mập lốt luôn, đứng từ thân một thân này. Yes. Đó, giá con này chỉ có 17 triệu rưỡi nè cô chú anh chị. Thích khô hết nói luôn, nó mập lòng thằng trưởng luôn. Giá có 17 triệu rưỡi ha. Nè. Trường sóc tôi đùng đứng lên kìa. Đó, con bò thấy lòng thằng trưởng không? Cái đít chà bá luôn. Đó. Em này giá nó chỉ có 17 triệu 500 ngàn nè cô chú anh chị. Xương sóc nè. Đó. Xương sóc to, cái đít nó nóng lạnh không. Cái đít chà bá. Bò và chà bá có giá có 17 rưỡi ha. Giá 17 triệu rưỡi luôn. Con này thì thả đòn dài đòn ha. 17 triệu 500 luôn. Bò lỡ không ha, đây còn hai con lỡ nữa nè. Đó. Em này 18, ô qua lộng 19 triệu rưỡi ha. 19 triệu 500. Bò lỡ ha. Bò này mập lắm rồi. Cái em này là cái em 18 triệu giờ là cái clip trước em có đăng nói chung với con trắng á. Đó, em này 18 nè. Mới đăng ngày trước. Con này 18, con này 19 triệu rưỡi ha, 19 triệu 500. Con này lớn bò lắm. Mập lắm luôn. Đó, anh em cô chú chị nào ưng mẫu bò lỡ thì alo em ha, trại bò giống Tiền Giang. Đó. Bộ chi tiết thì muốn tìm hiểu chi tiết bên em thì cứ số điện thoại em để trên màn hình đó cô chú anh chị. Bò này đẹp lắm nha, chỉ có 19 triệu 500 thôi ha. Đó, bò rất là đẹp. Đầu cổ nè. Con này 17 rưỡi. Con mập này 17 rưỡi luôn. Quá trời bò luôn, chà bá luôn, giá rẻ. Yeah. 17 triệu 500, con bò thấy nóng lạnh bò. Rồi, con này 17 triệu ha. Rồi, ở đây em còn cặp 15 triệu. 15 triệu con á, cặp này 15 triệu con nè. Rồi con này 14 triệu. 14 triệu con đây ha, con đây cũng mập lắm.
Rồi, cặp lớn đây là 30 triệu cặp này, 15 triệu con, bò đẹp. Lưng dài đẹp, bò lưng dài hở cái gan ha. Bò đẹp. Quá trời. Rồi, để em quay sơ lại cho cô chú anh chị xem cái nữa em kết thúc video nha cô chú anh chị. Lễ lộc em vẫn bán bình thường nha. Cô chú anh chị nào muốn tới trại xem, hôm nay lễ có cô chú anh chị nào làm công ty mà nghỉ công ty có thời gian rảnh thì cứ tới trại em xem ha. Đó, cứ tới trại xem đi. Mập quá trời cái đít. Giá chỉ có 17 rưỡi. Con em 17 rưỡi luôn. Quá trời mập luôn. Rồi, đó, em này 19 rưỡi. Em này thì 18. Rồi, thì video của em tới đây xin tạm dừng nha. Chúc cô chú anh chị có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình ha. Chăn nuôi thuận lợi, làm ăn phát tài. Rồi, chào cô chú anh chị nha. Nhớ mua bò về nuôi phát tài nha. Nhớ ủng hộ em nữa.